Hello mọi người, dạo gần đây bỗng nhiên có rất nhiều bạn hỏi mình về cách chăm sóc dưỡng da hay như nào. Thì hôm nay mình đã quyết định ngồi xuống đây để cho mọi người biết cách chăm sóc da của mình là như nào nhé. Chúng ta cùng vào bước đầu tiên nhé. Đây là bước khá là tối thiểu luôn. Bình thường nếu các bạn cẩn thận thì sẽ dùng thêm tẩy trang, còn không thì ít nhất cũng phải sử dụng sữa rửa mặt nữa. Và sản phẩm mình dùng đó chính là sữa rửa mặt của Cetaphil. Có thể nói bước 1 là bước đệm cho bước 2 là bước chủ chốt. Từ khi mình thêm bước này vào chu trình của mình thì làn da mình cải thiện rõ rệt nhiều hơn. Nói đến trị mụn thì không thể thiếu đến trị mụn từ mông. Loại này mình đã dùng đến tip thứ 2 rồi. Và sản phẩm mình dùng thì tất nhiên đó là sản phẩm kem trị mụn của Nomen. Đây là sản phẩm mình khá là thích vì nó đặc biệt dùng cho nam giới. Cái mình yêu thích nhất ở sản phẩm này là sau khi sử dụng nó không để lại thâm và các mụn sưng đầy đỏ được dịu nhẹ mờ đi, sẹo thâm để lại cũng không còn nữa. Theo như mình đọc ở trên bao bì của kem Nomen này thì sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên, lành tính và không gây kích ứng, và còn được sản xuất dựa theo công nghệ Hàn Quốc nữa, nên là khi mình mới bắt đầu sử dụng thì cũng khá là yên tâm. Giá thành thì cũng không đắt, mình nhớ không nhầm mình đợt trước mua khoảng 300, nhưng đợt này sale trên web 30% nên giá chỉ còn 200, mình đã mua tận 2 kit vậy. Vừa rồi là cách trị mụn của cá nhân mình. Mỗi người có thể phù hợp với chu trình dưỡng da khác nhau, nhưng hãy thử tham khảo em này nhé, vì em này khá là lành tính và sử dụng hiệu quả nữa. Cảm ơn mọi người hôm nay đã xem hết video của mình. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.